Quý vị và các bạn thân mến, đối với những vị khán giả thân thương luôn đồng hành cùng với kênh truyền hình VTC9 của chúng tôi trong những năm qua, thì quý vị thấy rằng bên cạnh rất là nhiều những cái thông tin cập nhật chúng tôi gửi đến cho quý vị, rất là nhiều những cái thông tin bổ ích và lý thú để có thể giúp cho quý vị có một cái đời sống khỏe hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thì bên cạnh đó, một trong những chương trình mà chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của rất là nhiều quý vị khán giả cũng như sự đồng hành của quý vị và các doanh nghiệp, các mạnh thường quân nhân dịp Tết đến xuân về, đó chính là chương trình Tết Sẻ Chia. Đây là một chương trình mà chúng tôi đã thực hiện trong suốt những năm qua để đồng hành và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, giúp cho họ một cái Tết được ấm áp và đầy đủ hơn. Và năm nay thì kênh truyền hình VTC9 của chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa đó. Và câu chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ, muốn gửi đến quý vị, đó chính là câu chuyện về bà Cấn Thị Ngân ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đây là một người phụ nữ đã ở lứa tuổi gần đất xa trời, 6 năm liền gắn bó với chiếc máy chạy thận để duy trì sự sống của chính mình. Và càng những ngày cận Tết Nguyên Đán như thế này, khi mà nhà nhà đang háo hức chào đón năm mới, thì người phụ nữ này lại phải chịu nỗi đau mất chồng, một mình nuôi con út đang mắc bệnh tâm thần. Những ngày cận Tết Nguyên Đán, khi nhà nhà người người vui vẻ sum họp đầm ấm bên nhau, thì bà Cấn Thị Ngân lại lủi thủi một mình. Người chồng, chỗ dựa duy nhất của bà, đã về nơi chín suối vào những ngày cận kề năm mới, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phế quản phổi. Khó khăn chồng chất khó khăn. Thế là ông ấy bị bệnh tật như thế là gia đình đã càng khó khăn. Thấy cái hoàn cảnh gia đình cũng đều là đi quyên góp cả xóm, mới được cả xã đến đây để tài trợ giúp đỡ gia đình. Người xưa có câu, trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng với bà Ngân lại không có được may mắn ấy. Bà có 3 người con, nhưng có đến 2 người không được nhanh nhẹn. Hiện bà đang ở cùng con gái út. Nhưng cô con gái này, dù đã 37 tuổi, có lớn mà lại chẳng có khôn. Căn bệnh tâm thần khiến tinh thần chị không ổn định. Cũng bởi vậy mà trong ngôi nhà nhỏ, bà Ngân cứ quanh quẩn một mình. Nuôi dạy các con, nhưng các con không, hoàn cảnh là cũng không được bằng người. Nên bà rất là vất. Tôi đi lấy chồng mà tôi lúc nào cũng canh cánh thương bà, không sao kể hết được. Tiền nợ, tiền chạy chữa, thuốc thang, sinh hoạt phí cho 2 mẹ con. Tất cả trở thành gánh nặng quá lớn đối với người phụ nữ nghèo. Bản thân bà cũng đang mang trọng bệnh, sức khỏe ngày càng giảm sút. Công việc duy nhất có thể mang lại thu nhập là dệt thảm. Mỗi sản phẩm hoàn thành, tiền công vẹn vẹn chỉ có 2.000 đồng. Tuổi cao lại thêm tay chân chậm chạp, nên nguồn thu chẳng đáng là bao. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh mà quý vị và các bạn vừa cùng theo dõi có lẽ phần nào cũng đã nói lên hoàn cảnh của nhân vật mà ngày hôm nay chương trình Tết Sẻ Chia của chúng tôi tìm đến. Đó chính là hoàn cảnh của bà Cấn Thị Ngân, một người phụ nữ vừa mới mất chồng. Bây giờ thân lại mang trọng bệnh, lại còn phải chăm lo đời sống cho các con, đặc biệt trong đó có những người con bị tâm thần. Và chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo chân bà để cùng đến với Bệnh viện Thận Hà Nội để hiểu hơn về bệnh tình của người phụ nữ này. 6 năm nay, Bệnh viện Thận Hà Nội là ngôi nhà thứ hai của bà Cấn Thị Ngân. Mắc căn bệnh suy thận mãn, mỗi tuần 3 lần, vào các ngày thứ 2, 4, 6, bà Ngân phải duy trì việc chạy thận, lọc máu. Giống như rất nhiều bệnh nhân khác, để duy trì sự sống, bà Ngân sẽ phải gắn bó cả đời với chiếc máy chạy thận. Với bà Ngân, tương lai phía trước vẫn còn là những khó khăn chồng chất bởi bệnh tật và nghèo khó. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố gắng vượt lên vì đứa con út tội nghiệp. Bởi nếu một ngày bà rời xa cuộc sống, con sẽ sống thế nào? Quý vị và các bạn thân mến,
Ngày hôm nay trước thềm năm mới Tết Tân Sửu 2021, chúng tôi ekip thực hiện chương trình Tết Sẻ Chia đến từ Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh truyền hình VOVTV và kênh truyền hình VTC9, cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ công ty tài chính FE Credit. Chúng tôi đến đây cùng với gia đình của bà Cấn Thị Ngân xin được chia sẻ một phần quà nhỏ để như là một lời động viên và cũng là một lời chúc năm mới đối với gia đình của bà Cấn Thị Ngân. Và hy vọng rằng bước sang một năm mới thì bác cùng với gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và những điều may mắn ạ. Vâng, tôi cũng xin cảm ơn các anh, các chị bên tài trợ. Chúc các anh, các chị là sang năm mới được an khang thịnh vượng. Thay mặt cho cấp ủy chi bộ, chính quyền của thôn 6, tôi cũng xin được cảm ơn các anh, các chị trong kênh truyền hình VTC. Yeah. Cùng với nhà tài trợ cũng đã nhân dịp Tết đến xuân về cũng đã có một món quà phải nói là tuy là nhỏ nhưng rất có ý nghĩa đối với gia đình nhà bà Cấn Thị Ngân. Chúng tôi cũng mong là cũng tiếp tục nhận được cái sự giúp đỡ chia sẻ của Đài Truyền hình VTC cùng các anh chị và các nhà tài trợ. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn đại diện của lãnh đạo chính quyền địa phương ạ.